Phòng sắp xuống là cái chỉnh nhé các bạn. Nó liếc rồi bạn, nó nhận cái đó mà nó liếc, nó liếc. Té ngồi cái quạo. Kéo hồi cái quạo nè. Nó mà cũng quạo đó hả? Quạo. Cái đầu đó cái nhé. Dành gì em kéo co với tao hả mày? Mà kiếm cái miếng nào sạch sạch chơi với con, quá chơi cái đồ nhẹ ghê. Cái đứng kìa. Chỗ nặng của nó mà. Cái kìa, ngáo đá mày. Đúng ngáo đá luôn á. Bay bay lên hết kìa. Té. Trời hỏi kiếm cái ta nó cắn này nè. Quá lẹ. Lẹ dữ dằn luôn. Cái giống chó này thấy nó mạnh mẽ hơn cái con bột đô. Bột đô đoạn nào? Con đứng này dò đi đi. Con đó là dạng chó điệu. Mệt. Mà anh làm quá nhiều tim ta đập nhiều quá là anh ta sống không có thọ đâu. Thôi chó phải chơi với giỡn á. Để cho nó có sức mà. Thôi kìa. Ừ, cái chỗ đó nè. Ừ, cái chỗ này không phải chỗ mình quậy không à. Thôi gỡ nó, đừng có la nó. Hai biểu để đồ với chi nó cạp. Để sợi dây này nè, chỉ giờ nè. Nè. Gì vậy? Nhắm chân nè, thấy không? Đụng vô cái dịch xếp bà luôn á. Nó lôi ở ngoài, nó xuống dưới nãy giờ nó nằm im vuông. Thấy cái màn chưa? Kìa, cái màn cho lưng mày kìa. Cái màn cho lưng kìa gốc. Gốc. Cái màn cho lưng kìa. Cho lưng kìa. Cho lưng nha. Rồi đặt nha. Cái cần cái tài của anh. Nè gốc. Kìa kìa cái màn kìa, Thấy là thấy cái màn nè. Thấy cái màn nè. Nè, bỏ nó đi, em xuống đây em dầm thì coi nó giỡn cười. Em thấy hồi nãy em phát hiện cái rồi. Em nghe em vui, mới không biết làm cái gì mà nghe cào cào cái đứa này. Mà kêu gấu, gấu không đi ra. Dầm xuống mới thấy. Phúc. Lại là giết tài. Kêu nó là nó làm nó quất cái tài liền. Yeah. Liệt nó liên nè. Mày liệt hả? Thằng gốc. Dép của mẹ đừng cắn. Cắn nó là liệt. Hư lấy dép đâu mẹ mang. Liệt cái tài. Đừng cắn dép mẹ. Hư dép mẹ đó. Mẹ nó không cắn đâu. Nó biết đồ nào của em. Nó giữ. Nó liệt. Đừng cho ai lấy dép của mẹ nghe. Cái mặt nó liếc. Cái mặt nó liếc. Nên đây không phải dễ cắn cái tai của bà nó đâu nha. Bà nó liếc. Bà là mọi dịch chép mẹ rồi mà nói.
Trả đi dép của mẹ lại, trả dép của mẹ, dép của mẹ đó, mày cắn bị đòn đó, dép của mẹ đó, buông ra, mày cắn rồi bị đòn đó. Đâu giữ dép của mẹ lại, đừng cho ba lấy. Gan rồi. Giữ dép của mẹ lại nha, không có cho ai lấy dép của mẹ cho nha. Lấy dép mẹ lỡ, lấy dép mẹ lỡ, lấy dép mẹ lỡ. Ôi ôi. Nấu cá cái đầu lắc lại rồi. Không, mỗi lần mà nó đứng lên á là nó bị sặc. Nó dướng cổ họng luôn hả? Nó bị hước hả? Mệt quá con. Ngày chơi giờ đồng nghiệp. Nằm ngửa ra đi. Trời ơi, được rồi. Táp liền rồi thằng quỷ. Mình táp liền. Giết mẹ. Cái thằng thú ốm rồi. Liếc lên rồi thấy không? Con mắt nó liếc lên rõ ràng rồi. Vậy gì nó không giữ quá hả? Cái gì nó chơi mà. Vậy nó mà nhìn nó gặp ai nó cũng nhờ rồi nó cấm hết chứ. Quỷ. Kệ cho nó chơi đi, có gì đâu. Đứng trước cho ta cái trò. Ai cái giò lia lia chứ. Cái gì nó gấu hả? Mày bị ngáo đá hay đó. Bị ngáo đá hả? Muốn liền. Chết. Đau. Đau. Mệt. Đau chứ mệt. Hồi nãy em la chết hà, nó tưởng là nó. Mỗi lần la nó là bắt đầu nó chạy ra chỗ nó nằm á. Nhìn nó đâu có lớn nè, nó vậy đó. Nó có mạnh mẽ hơn lúc mới đêm. Không có mẹ. Một lông trắng thì nhìn già quá à. Nhìn thằng ngáo đá, nhìn ngáo đá. Nuôi thằng ngáo đá trong nhà. Cắn lại. Thằng quỷ. Ba tập tôi nghe, ba tập tôi hung dữ nha. Ta đang chơi nè. Để cho anh ta chơi đi, cái gì đâu mà gánh. Cấn 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 người khác.